Hôm nay các cục nợ có khỏe không? Ăn tối ngon không? Làm bài dở chưa? I'm always fine. Yêu đời. Mặc dầu trong túi không có tiền. Mặc dầu trong túi không có tiền nhưng vẫn yêu đời. Volume nhỏ quá hả? Biết làm sao nó nhỏ không? Tại nó đang nằm ở dưới đất á. Cái microphone á, nó đang nằm dưới đất, nó phải lượm lên. Phải lượm lên. Ok, let's see. Let me turn all the way up, 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 up to the moon. Okay, let me check in one more place in PowerTalk then. Set the preferences and audio setup. Lớn rồi mà. Chị nghe lớn không? Vẫn còn nhỏ hả? That the best can do it. Can do. Okay, let me check one more play then. Tại sao nhỏ vậy ta? Volume control. Mixer. Okay. Bây giờ chỉ còn có một cái ngậm cái microphone vô miệng thôi á. Giờ chỉ còn nước ngậm cái microphone vô miệng thôi đấy. Bây giờ lớn rồi phải không? Hả? Lớn đủ chưa? Is that loud enough? Lớn đủ chưa các anh chị? Cũng chưa nữa hả? Lớn rồi mà, right? Lớn rồi mà. Yes, okay. Let's see. Let me try my best. One more time. And còn chỗ nào nữa ta? In the volume in the room is good enough. And the speaker is good enough. And in PowerTalk, cũng good mà. Speaker property. And level, yeah, everything perfect. Microphone, speaker. Bây giờ nghe lớn chưa các anh chị? Nghe lớn chưa? Hả? Tai nghe thì lớn cô. Yeah, if you wear the the headphone. Này, loa máy thì nhỏ hả? Let me turn off the volume này. Lớn dữ rồi đó. Ok, lớn rồi phải không các anh chị? I have to raise my voice then. Ok. Rồi, let's start. Bắt đầu nha. Hôm nay mình sẽ học tiếp cái bài pronoun, okay? We continue the second of, I mean the second kind of pronouns. This is the possessive pronoun. Cái loại đại danh từ thứ hai hôm nay mình học sẽ là, mình gọi nó là sở hữu đại danh từ. Nghĩa là những cái chữ làm đại danh từ mà nó là mình là sở hữu, có nghĩa là mình dịch là của đó, okay, của đó. Possessive pronoun show who owns something.
Nghĩa là mình nói là ô ai 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 làm chủ cái gì đó của ai, đại khái như vậy. Từ thì mình gồm có những cái chữ này. Miễn cho em đi Tyler and các anh chị mới vào room nha. I couldn't post this. See. Nó gồm có những cái chữ này. Nén chảo. Ok, nó gồm có những cái chữ my, my, của tôi, your, yours, của tôi, his or her, yours and their, theirs. Nó sẽ đi cặp với nhau như vậy đó các anh chị. Cũng giống như là I, me, hôm qua mình học đó, I, me, you, he, his. Như vậy mình phải thuộc lòng, ok, my, my, của tôi. Một cái đứng trước và một một cái đứng trước danh từ và một cái đứng một mình. Một hồi mình sẽ nói talking about more detail later, okay? Your, yours. Nó có những cái chữ này. Okay. So, sở hữu đại danh từ là gì? Show who owns something and described in a sentence. Nó cho mình biết ai làm chủ cái gì đó và nó sẽ nói trong câu rõ ràng hơn. And a pronoun in possessive Ok, let me cái này tại sao nó không let me minimize nó lại để nó just 05 and 05 for the top and bottom and left side is 05 and right side is 05 too. So make it smaller string. Oh no. Let me do it again. Các anh chị đợi Timmy chút xíu nha. Để Timmy set up cái page. Được. Top left là one and a half. And right là one and a half. Okay, that's good enough. Oh. That's too much. Phải không ta? Yeah, that's right. Let me thu gọn lại. No, thu gọn cái này lại. Okay, and maximize this one. Không được rồi. Okay, just leave there. Okay, let's continue then. So, a pronoun in the possessive case can appear in two different ways in a sentence. Có nghĩa là let me pause this. Anh chị, chị My hơi chậm chút xíu, ok.
Có nghĩa là những cái đại danh từ mà làm sở hữu đó, mình sẽ có hai cách. Okay, mình sẽ có hai cách. Thứ nhất, thì mình có thể mình nói là her house is on the corner. Thì các anh chị thấy cái chữ her đó là sở hữu đại danh từ, nó sẽ đứng trước cái danh từ là house. Okay. Cái Susan's with the apostrophe and the s đó, sorry, and the s đó, nó là gì các anh chị? Nó là possessive noun, mình đã học rồi phải không? Mình học trong cái bài danh từ. Hôm nay mình sẽ học possessive pronoun là chữ her. Okay. And cách thứ hai, Hardy. Cái bài thích thì cái mình nó hơi lộn xộn. Is her. Nó hơi lộn xộn. I don't have time to Okay, sorry các anh chị. And cách thứ hai, corner, yeah, ở góc góc đường á, ở góc đường, không phải là ngã tư nha. On the corner, ở góc cái đường nào đó. Cách thứ hai, Susan's house is on the corner. What's wrong with this? I think I missed something. Sao tìm mình post nó không được ta? Oh, I see. Let me cut it off. And this one. Mình có thể mình nói như vậy. What's wrong with this? Yes. Hoặc là mình nói Susan house is on the corner. Hay là mình nói the house on the corner is her. Hoặc là Susan. Có nghĩa horse ở đây hay là Susan ở đây, có nghĩa là Susan's house. Thì cách thứ hai mình sẽ dùng cái chữ her với chữ s. Right? Ok, bây giờ mình nói từ, mình nói vô sau chi tiết. Cái thứ nhất, okay, mình giờ mình nói sau chi tiết một chút xíu. The first possessive pronoun group gồm có những cái chữ my, your, his, her, is, our. Your có s nha. No, your and their. I'm sorry, mình lộn với cái cách thứ hai. Cái cách thứ nhất á, are used to modify nouns in the same manner as adjective. Hay là mình còn gọi nó determiner. Sau này mình sẽ học trong cái bài adjective.
đẹp mình sẽ thấy những cái chữ này đó, nó đứng ở trong câu nó sẽ là adjective, nó gọi là determiner adjective. Okay. Thì không biết post là được hết không không nữa. Yes. Thí dụ, his or her speech was brilliant. And as the tale is long, hay là our vacation was disaster. Your friend or friendly. Anh đứng trước danh từ phải không? Và các anh chị biết những cái chữ nào nó đứng trước danh từ thường thường đó là adjective phải không? Right. Thành ra nó vừa là sở nghĩa vừa, nếu mà nó đứng riêng một mình gọi nó là possessive pronoun. Hay mình còn gọi yeah. Còn nếu mà nó đứng trong câu thường thường nó là adjective, để modify to a noun. So in these examples, its possessive pronoun limits the noun it modifies, right? Is an adjective. May tell whose dog, who hen, who tells, whose vacation or whose speech, who friend or who car the speaker is talking about, right? Nó nói cho mình biết con chó của ai, những cái bàn tay của ai dơ, đã khái như vậy. Cái bài thuyết trình đó, cái bài diễn văn đó của ai, cái đuôi của ai, cái vacation, cái cuộc nghỉ hè cái của ai là khái như vậy. Nó cho mình biết cái sự việc đó, cái sự vật đó hay cái đồ vật đó của ai. Okay. And nghỉ hè và là một cái thảm họa, đúng rồi, không vui gì hết trơn á. Ok, cách thứ hai. The second possessive pronoun group gồm có những chữ my, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Thì các anh chị thấy nó chỉ khác cái group thứ nhất với cái chữ S mà thôi. Và cái của tôi đó, my đó thì trở thành mine, right? Còn những cái chữ khác thì nó lặp lại nhưng mà có chữ S. Anh chị nhớ điều này rất là dễ nhớ. While still showing possession, they do not modify nouns a adjective do. Trong trường hợp này, những cái chữ này tại sao nó không phải là adjective? Tại đứng sau nó sẽ không phải là danh từ mà nó đứng riêng rẽ một mình nó ở phía sau. Okay, và nó đồng nghĩa. It's the same meaning like a set, like a first group. Okay, cho thí dụ. Let me capital this first on my text. Then I will post this up. Your. Let me spell right there. Let me spring right there. And S. And our. And your again. And there, what wrong with this? Yes, and there. Okay, we have the same thing right here. My. Anh chị chịu khó cho Timmy fix một cái text của Timmy cross K. Yes, or her. And her. And yes.
ours and yours and theirs, finally. Okay, now các anh chị coi cái này. Nếu mà nó đứng phía trước danh từ đó thì nó là chữ mời. Còn nếu mà nó đứng phía sau á thì nó phải đứng một mình, không có danh từ đi theo. And cả hai câu này nó đều đồng nghĩa với nhau. This my what không có s thường thường là như vậy. Còn đứng sau danh từ, I mean đứng ở ở cuối câu thường thường nó có s. Ngoại trừ cái chữ thứ nhất là my and my, nó hơi different. This is your office. This office is yours. Trong cái câu tiếng Anh một lần nữa mình không có cần lặp lại cái my watch hay là your office. Thì mình chỉ để cho các anh chị hiểu thôi. Okay. Chứ thật sự ra mình chỉ nói this is your office or this office is yours. Okay. Anh chị thấy nếu đứng một mình thường thường nó có chữ s. Thí dụ nữa nha. This his or her car, or this car is his or hers with the s, right? Có nghĩa là hers hay his ở đây mình stop right there. Mình không muốn lặp lại cái his car hay là her car. Mình thêm chữ s mà thôi. Okay, now this one. Đặc biệt chữ s. S. Đứng trước hay đứng ở cuối câu nó đều giống nhau, có chữ s. Okay. This is S food. This food is S. Có nghĩa là đây là đồ ăn của nó. Của nó, con chó, con mèo gì đó. Hay là đồ ăn này là của nó, là đồ ăn của nó. Mình phải dịch là đồ ăn của nó luôn. Câu thứ hai. Okay. And next one. Nếu nó đứng một mình, các anh chị nhớ thường thường nó có chữ S. Ngoại trừ cái chữ my thì phải đổi thành my, chứ không phải my với S nha. This our room. Our room, cái mặt trăng có thể là this room is ours. Let me fix in my text first. Okay, next one. This happened the same thing with the your. This is your book. Hello, book. I mean, this book is yours with the S. Okay, nói cách nào cũng được hết trơn. Nhưng mà tùy theo cái câu chuyện để mình nói. This is their house. This house is theirs. Ok rồi, các anh chị hiểu hai cách rồi phải không? Cách thứ nhất thì nó đứng trước danh từ. Cách thứ hai thì nó đứng một mình, nó ở phía sau và thường thường nó có chữ S. Ngoại trừ chữ my thì mình đổi thành chữ mine. Ok. So each of them represents a noun possessed by someone, phải không? Và mỗi cái chữ của nó thường thường á, nói lên cho mình biết cái sự
việc đó hay cái đồ vật đó hay cái sự vật đó là của ai? And this one. Rõ ràng phải không các anh chị, rất là dễ hiểu. It's yours. Okay. Thì cái định nghĩa này nó nói cái gì? Các anh chị sẽ thấy trong câu này nó không có lặp lại hai lần cái sở hữu. I mean nó lặp lại hai lần cái sở hữu. Có nghĩa là trường hợp nào mình dùng cái mình nói cái câu này, để mình nhấn mạnh, okay, để mình nhấn mạnh những cái trường hợp mà mình giận á, mình giận dữ hay là mình bực mình á, hay là mình nói bình thường thôi, nhưng mà nói cách này chứng tỏ cho người ta biết mình đang bực mình á. Mình muốn emphasis, okay, mình muốn emphasize cái vấn đề đó ra. Cái con của bạn đó, okay, thay vì mình nói do kid thì nó nói chuyện bình thường thôi. Rồi nói that kid of yours, khi nhấn mạnh bực mình rồi thì nên ngồi yên một chỗ. Thấy như vậy thì nên mình sẽ dùng chữ off, khi dùng chữ off rồi mình dùng cái the second room. Cái áo này của tôi đó cần phải được được giặt. Mình đầy cái cô mi đó, cái cô oxy. Ồ, oh, hôm bữa có người nói cho chị My. Ocean này nghĩa là gì các anh chị? Các anh chị bên Việt Nam biết là ocean này phải không? Ocean là gì? Hả? Chị My biết cái gì chia sẻ cho các anh chị? Đúng ra đó không phải cái tiếng này có đâu có trong từ điển đâu phải không, cái tiếng này đâu có trong từ điển đâu phải không. Thì mình mới coi một cuốn phim thì mình mới biết cái nghĩa ocean này là cái gì. Ocean này đó là một cái cô gái phim này là của Nhật nha, Japan, là một cái cô gái người Nhật tên là Oshin. Okay. Hồi nhỏ cổ ở trong một cái gia đình rất là nghèo, rất là nghèo ở cái thời đó, cái thời Nhật. Thời Minh Trị Tiên Hoàng á, thì nguyên cái đất Nhật á rất là nghèo. Oshin là nhớ cái cô đó đó, cổ tên là Oshin. Cái Oshin from where? Where? Chị hiểu rồi phải không? Nghe bị giật hả? Ok rồi, bây giờ trở lại cái bài học của mình. Vô rồi mà để hoài không chịu giặt gì hết á. Mình mới nói với cái cô Ocean, nó nói
Cái áo này của tôi nè, Khí, cần phải được giặt đi. Mình nhấn mạnh á, mình nhấn mạnh á. Nghĩa là mình double cái possessive of hai lần. Thay vì mình nói my shirt, nói như vậy à, cái cô Ocean cổ không thèm làm nữa. Nhưng mà khi mà mình nói cái câu này thì cổ phải biết là mình đang giận dữ, mình đang bực mình. Ok, nên cổ mới đi giặt cho mình. Mấy trò chưa mấy giờ. Ok, cái điều này hay nè, cái điều này hay nè. Là cái chữ S and S with the apostrophe, hay là your and your, hay là there and there. Ok, that's rhythm, nghĩa là nó trùng âm với nhau. Ok, nhiều khi mình đọc là mình hiểu lầm, mình bị confused, không biết cái nào là cái nào. And to keep the possessive form straight, remember it gì? Đấy, mình không có lẫn lộn chữ it này có nghĩa là it is, okay, right? Còn chữ is này có nghĩa là possessive case, và có cái dấu nháy, cứ nhớ như vậy, không bao giờ có cái dấu nháy, thế đừng có bỏ cái dấu dấu nháy vô thì nó sẽ trở thành đại danh từ. Còn có cái dấu nháy nó là chủ từ với động từ, đừng có lẫn lộn cái vấn đề này. Thí dụ như câu này, cái này đúng không các anh chị? It's food, hay là it's đúng không? Cũng đúng phải không? Phải không? Các anh chị biết như vậy cũng đúng phải không? Một cái đó nó vừa là chủ từ, từ và động từ it is, it's. And is ở đây nó sẽ là adjective. Còn it is ở phía sau đó nó sẽ là pronoun, không các anh chị? Một nó sẽ là cái group thứ hai. Is ở phía trước là group thứ nhất làm tính từ. Is ở phía sau nó sẽ là giống như nó sẽ là gì, là possessive. Ok, mình không có muốn lặp lại is food, right? So is a contraction of it is, right? Đây là cái câu này. Gái đây nào mà không nói, nói ai vậy? Nhìn đây nào, nhìn đây nào. Okay. Tôi xin gái ngồi một đống đây, không khen khen ai vậy hả? Okay, so câu này, it is food, hay là it is the same thing. Okay. Các anh chị phải nhớ. Okay. Không thôi một hồi làm bài tập không được. Gerunds are verb forms ending in ing and that are used as nouns. If a pronoun precedes the gerund, the pronoun is generally in the possessive form. Có nghĩa là gì? Cái gerund là động từ, nó có ing thì mình dùng nó như là một cái danh từ, phải không các anh chị? Mình học trong cái bài verbal, anh chị nào học rồi thì biết.
Mai mốt tới bài động từ mình sẽ học cái bài verbs. Nếu mà một cái đại danh từ, nếu mà một cái đại danh từ nó đứng trước một cái gerund, nghĩa là động từ có ing, ok, thì cái đại danh từ đó thường thường nó ở cái thể mà sở hữu, nghĩa là chữ my, ok, sở hữu nhưng mà ở trong cái group thứ nhất gồm có chữ my, chữ your, chữ her, chữ his without s, nhớ cái điều này nha. Cho thí dụ, cái này đây là một cái điểm grammar rất là hay, ít người biết. She liked my calling. Cô ta thích cái sự mà tôi gọi cho cô ta đó trước khi mà tôi tới. My calling is a noun. Her winning. Anh chị thấy nó là cái gerund, nghĩa là động từ có ing. Her winning the lottery stunned us all. Nghĩa là gì? Nghĩa là thì dân mới giàu. Cái sự mà cô ta trúng số á, thì làm cho chúng tôi giật mình á, làm cho cả. So khi mà đứng trước cái children, thường thường mình sẽ dùng cái root thứ nhất đó, possessive pronoun. Tuy nhiên, anh chị coi cái này, nó cũng sẽ đứng trước cái gì, cái children. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ dùng cái group thứ hai. Ok. Group thứ nhất nó gồm có my, right, your, his, her without the s. Group thứ hai thì nó gồm có chữ my nữa. And his, hers gì cũng có s hết trơn. Ok. The exception to this rule occurs when the pronoun follows verbs such as see, hear or watch. In this case, you're the objective form of pronoun. Cái group thứ nhất mình gọi nó là subjective pronoun, tại nó đứng trước. Còn cái group thứ hai thì mình gọi nó là objective pronoun. Cho thí dụ, cái group mình dùng cái ok, cái điều này hay nè. Ok, cái điều này hay nè. Cái điều này các anh chị nào đi học đó, có đi học cần phải nhớ. Most teachers refer you not to use the second person you in your written work.
Because it is the most informal of the personal pronouns, and it is usually preferable to use the pronoun one instead of you. Có nghĩa là gì? Khi mà mình học trong trường đó, thầy cô giáo mình đó, nói với mình đừng có bao giờ dùng cái the second singular person you, and the second plural you ở trong cái bài bài viết của mình. Tại vì cái cách nói như vậy đó thì nó không có được informal. Okay? Nó là một cái cách nói species I have described sẽ thấy cái cái gì sao ta? Cái loại mà côn trùng đó đó. Thì thay vì mình nói you thì mình sẽ nói, mình sẽ viết lại là one. Nó nghe lịch sử hơn. Okay. Cái này là mình viết bài nha các anh chị. Khi mà mình viết bài thì mình viết cho ai coi? Hả? Mình viết cho ai coi các anh chị? Hả? Cho thầy coi phải không? Right? Thấy không nào? Thành ra khi mà mình viết cho thầy đọc á thì mình đừng có nên dùng chữ you. Nghe có vẻ như là hỗn đại khái gì đó. Khái như vậy mình chỉ viết in general, có nghĩa là one người ta có thể thấy cái sự việc cái loại côn trùng mà tôi đã diễn tả ở trong cái hình ở dưới này. Okay. Nói you là ông thầy phải không? Mình bắt buộc ông phải nghe phải không? Thì phải không? Mình nói you là ông thầy okay, phải mà không? Mình bắt buộc ông. Okay. Cái câu one will see có nghĩa là mình nói là người ta sẽ thấy những cái loại côn trùng mà tôi đã diễn tả ở cái bức hình ở dưới này. Nó nghe lịch sử hơn là you. Okay. Đã Linh hiểu chỗ này không? Mình nói trống trống. Tại thường thường đó các anh chị ở trong trường á, các anh chị hiểu rồi phải không? Tại thường thường ở trong trường á, mình không có gọi ông bà thầy là you. Ok. Ma'am, sir, hay là Mrs. Brown, Mrs. Nguyễn. Ok. You là ở đây mình nói với ông thầy. Tại vì cái này là nó đang mình đang viết bài mà. Phải không? Mình đang viết bài mà. Thì mình viết bài cho ai đọc? Cho ông thầy đọc chứ gì? Phải không? Right? Thành ra khi mình viết bài cho ông thầy đọc mà mình nói chữ you nó nghe như hỗn hào. Ở bên Mỹ này không có gọi bà thầy bằng you nha các anh chị. Thí dụ như mình cần cái chuyện gì mình nói ma'am, sir, nó lịch sự hơn. Okay? Hay là mình mới vô trong lớp, ví dụ mình cái semester nó mới start đó, mình chưa có biết ông bà thầy mình, thành ra mình phải gọi cái last name của họ, Miss Sprout. Hello Miss Sprout, how you doing today? Hi ma'am, đã khá như vậy. Các anh chị hiểu không? Không có tiếng you. Không, ví dụ mình cần ông bà thầy chỉ mình
Can you explain this to me? Đừng có nói như vậy. Hi ma'am. Mình phải nói chữ ma'am trước. Okay. Hannah nói lại, khi mà mình viết một cái bài học, mình đừng có nên viết chữ you ở trong đó mà mình thay chữ you bằng chữ one. Okay. Đây là cái điểm mà cần phải biết, các anh chị cần phải biết. Chưa hiểu hả? Ok, chị mình lặp lại câu này. Ok, lặp lại cái này cho các anh chị. Most teachers, nhớ cái chữ này nha, most teachers refer you not to use the second person like you in your written work. Ok, anh chị hiểu là gì? Hầu hết thầy cô đó ở trong trường á, muốn khi mà mình viết một cái bài đó, mình không nên dùng chữ you. Chữ you là mình nói với họ, nó có vẻ như nó không có lịch sự. Ok, mà mình nên dùng chữ one. Ok, chữ you như có nghĩa là như ép buộc quá đi, ép buộc quá đi. Anh chị hiểu điều này không hả? Ép buộc ông bà thầy mình phải làm cái chuyện, những cái chuyện gì mà mình đang viết xuống. Ok, right. Nhưng mà mình dùng chữ one, mình chỉ nói trỏng trỏng thôi. Ok, mình nói trỏng trỏng thôi. Đấy. Nên thay vì mình nói you will see thì mình nói oh, người ta sẽ thấy những cái côn trùng mà tôi đã diễn tả ở đây. Thay vì mình dùng chữ you thì mình dùng chữ one. Các chị hiểu rồi phải không? Đây là đặc biệt cho viết bài thôi ở trong trường với bà thầy của mình. Ok, còn ở ngoài đời thì dĩ nhiên rồi, mình sẽ dùng chữ you, mình nói với cái người đối diện với mình. Ok, còn trong trường học thì mình phải lịch sự với ông bà thầy của mình bằng cách mình dùng chữ one instead of you. Or mình có thể mình viết như vậy, mình không có nói ai hết trơn, mình nói chổng chổng thôi. Mình có thể mình viết lại cái câu này như vậy, nghĩa là nói tóm lại là mình đừng có dùng chữ you. The insect species, pieces I have described is shown in the picture below. Thì các anh chị thấy không, đâu có mention chữ you vô đâu, chỉ nói là cái côn trùng mà tôi diễn tả được thấy ở trong cái bức hình dưới này đó. Mình nói như vậy, mình đâu có kêu ổng bằng you hay bả bằng you đâu, right? Ok rồi, một cái điểm nữa. Nhau cái chỗ nào khi mình nói a friend of mine hay là my friends? Cái này cũng là cái sở hữu. Hai cái này khác nhau chỗ nào các anh chị? Chỉ mới cắt nghĩa rồi. A friend of mine có nghĩa là mình nói chổng chổng thôi. Ok, cái người bạn mà mình, friend of mine chưa chắc gì là cái người mà bạn thân của mình. Ok, chưa chắc gì là cái người bạn thân của mình. Nhưng mà khi mà mình nói là my friend thì mình ám chỉ cái người đó thường thường giao thiệp với mình thường trực. Ok, mình thân hơn, mình thân với cái người my friend hơn là a friend of mine. Yes, okay. Là một người bạn, một trong số những người bạn của mình. Và chưa chắc gì là bạn thân của mình. Nhưng mà khi mà mình giới thiệu this my friend thì cái người này có giống như là bạn thân của mình. Còn khi mà mình nói một cái câu chuyện, oh, a friend of mine told me that you're a teacher, đã khá như vậy.
Một người bạn của tôi nói với tôi là bạn ông là thầy giáo phải không? Nói như vậy. A friend of mine hay là one of my friends cũng đồng nghĩa với nhau. Okay. Đồng nghĩa với nhau. Có, nhưng mà cái người này cũng không có thân lắm. Okay. Còn my friend có thể là mình chỉ có một người bạn thôi. Cũng có thể là mình chỉ có một người bạn thôi và người đó rất thân với mình. Còn a friend of mine hay là one of my friends có nghĩa là there are certainly more than one. Có nghĩa là mình sẽ có nhiều người bạn nhưng mà chưa chắc gì thân với mình. Các anh chị hiểu rồi phải không? Right. Ok, cảm ơn. Hay là cái câu này cũng vậy. Sister of hers hay là one of her sister, nghĩa là một trong những cái cô em của cô ta. Okay. Hay là a sister of mine hay là my sister cũng vậy. Khi nói my sister thì mình ám chỉ là có thể mình chỉ có một cái sister mà thôi. Trong khi đó mình nói là a sister of mine thì mình nói với họ là có thể là một trong những cái cô em của mình. Okay. Đó, đại khái chỉ mình phân biệt cho các anh chị khi nào mình nói my friend, nào mình nói a friend of mine. Ok, bây giờ mình làm bài tập cho cái phần này nha các anh chị. Mỗi ngày mình học cái loại nào thì mình làm bài tập cho cái loại đó. Hôm nay mình học gì? Sở hữu đại danh từ, mình sẽ làm bài tập về cái phần này. Okay. Học tới đâu mình làm bài tập đặng mình nắm vững hơn phải không? Làm bài tập sẽ hiểu thôi, bây giờ bắt chuẩn bị go over là chắc chết quá. We spend an hour for this. Ok, bây giờ mình làm bài tập nha. Ví dụ tí mi cho các anh chị cái gì quên rồi. I told you how trắng. This room is what? It's closed at 8 o'clock sharp. Bây giờ này là 9 o'clock rồi mới vô. Đáng lẽ anh phải ngồi ngoài đường rồi, phải ngồi ngoài ngoài đường rồi. Cho vô là mai lắm rồi, còn không lên nữa. On Monday and Tuesday at 8 o'clock 8 p.m. Vietnam time. Okay. Thứ hai, thứ ba bắt đầu từ 8 giờ tối giờ Việt Nam cho tới 11 giờ. Tùy theo cái bài. Hả, mà bài hết sớm thì nghỉ sớm, còn bài hết trễ thì thường thường nghỉ lúc 11 giờ. The Jaguar is their hay là their best car. Their hay là their the top racing team. Anh chị làm đi. Cái Jaguar là chiếc xe rất là mắc tiền, sport car. Give me two answers, okay? The first one, there and there. Các anh chị thấy đọc nó giống nhau nhưng mà viết khác. Very good. Cái there is the first one, nó là possessive, right? Possessive. Cái there with the apostrophe, the second one nó sẽ là subject and the verb. Nó là construction of they are. Okay. Rồi, các anh chị hiểu rồi. Ai không hiểu thì cứ cứ say no nha các anh chị. Cho tụi mình biết, tụi mình sẽ cắt nghĩa lại. Okay, next one. The man is studying his hay là him English assignment now. Người đàn ông đó thì đang học cái his English assignment là gì các anh chị? Assignment là cái bài mà được thầy cô cho đó, okay, bác học đó. Yeah, nó sẽ là chữ has, nó sẽ là subjective
I mean possessive pronoun, right? Nó đứng trước danh từ. Okay, now next one. Dễ không các anh chị? Dễ không? They usually eat there like lunch at the cafeteria. Yeah. Ok, 1, 3, 5, vào tên gì đó. Ngồi đây nha. Ok, ngồi đây. Không được đi đâu, ok. Học cho đến cuối giờ coi dễ hay khó, ok. Nhớ ngồi đây nha. Cột vô ghế luôn cho biết. Yeah, there, because today. And nó đứng trước chữ lunch. Because nó, in, nó phải, mình phải use the first group. Without the S. Ok, next one. Okay, Miss Peters is written, I mean it's written and she her notebook right now. Yeah, her. Okay, so it's easy, so I'm going to move if first I can, okay. We usually study them English lessons very carefully. Dễ với các anh chị đã học rồi, trong room nhiều người chưa biết. That girl always takes very good care of she her toys. Yeah, nó sẽ là next one. I always put my pens and pencil in the second drawer. Yes, her toys. I don't do my job well. I chỉ phải là my. Rảnh quá đi làm việc của người ta hả? Rảnh quá hả? You know your job là các anh chị rảnh quá, làm việc của mình xong làm việc của người ta hả? Right? My, okay, I. Your chứ your, I'm sorry, your, okay, because you, okay. Sorry, đừng nói chữ my nha, my là mình rảnh quá mình làm việc. Tom and Tim are walking home with our their friends. Okay? There. We call Tom and Tim. Không? Là hai người số nhiều. Be carefully with this one, okay? Do not eat food. S. Give me two answers, please. Hai câu trả lời. Yeah, cả hai đều là S, phải không? Without the apostrophe, cả hai đều là S. Không có dấu nháy, không có dấu nháy. Tại sao? Tại the first one nó là sở hữu ở của cái group thứ nhất, phải không? And the second one nó cũng là sở hữu của cái group thứ hai. Group thứ nhất and group thứ hai nó giống viết giống nhau có chữ S. Okay. How hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Yeah, tại cái group thứ nhất and group thứ hai nó viết giống nhau. Ok, next one. Đi coi kiếm cái nào khó khó chút xíu nha, dễ quá. Ok, last one nha. Cho một câu dễ nữa thôi, ok. Cho một câu dễ nữa thôi. You and I don't spend your
our money very carefully. You and I là số nhiều, phải không? Và nó đứng trước danh từ thì mình phải cho nó là cái root thứ nhất là our, right? Our money, tiền của chúng tôi. Ok, rồi bây giờ cái này nha, hơi khó khó chút xíu, lừa đầu lừa, không biết làm sai đổ thừa. That book is, book is, nghĩa là cuốn sách đó của tôi và nó là của tôi. Không phải đâu, của tôi mà. Is hả? Nếu mà dùng chữ is ở đây là nói là cuốn sách, cuốn sách đó thì là cuốn sách của con chó. Chó biết đọc sách, phải không nè hả? Nếu các anh chị dùng chữ is, heo trắng, hạt tuyên, pen berry, phải không nè? Coi kỹ lại nè, okay. Coi kỹ lại nè, không có điền trong dấu ngoặc gì hết trơn á. Cuốn sách đó thì của là cuốn sách của tôi, nó là cuốn sách của tôi. Câu yeah, cho mỗi người một trứng hồ vịt lộn đi, tại thời giờ còn nhiều. That book is my book, right? It's my, okay? That book is my book and is, có nghĩa là is my. Hiểu không nè? Cái câu thứ nhì á, câu thứ nhì là is my. Tiếng Mỹ không viết hết ra nhưng mà các anh chị phải viết hết ra, ok? Đọc chiêu gì hồi nãy nó dễ ẹt. Bây giờ hồi nãy ai nói dễ nè, một bà hôm nam giàu tên gì đó. Dễ hay khó một bà nam giàu tên gì đó. Oh, wait, I cut this. Supposed to copy and paste. Rồi, next one nè. Yeah, that book is my book. It's mine. That's right, Susan Squid. Okay, câu này nha, câu này nha. Please. Dịch tiếng Việt nha. Những cái đó là những cái bức hình của cô ta. Những cái bức hình đó thì của cô ta. Rồi các anh chị làm đi, viết nguyên câu ra luôn đi. Please. Yeah, those are her, right? Her pictures. And they're, right? They're hers. Very good. They're ở đây là subject and verb, phải không? Nên mình có cái apostrophe, cái dấu nháy. They're hers with the S. Tại vì mình không muốn lặp lại cái her book, so mình thêm chữ S mà thôi. Okay, those are her picture and they're hers. Very good. Không có lừa được. Okay, now next one. No red paper. There này là they are, không phải là they're hers là gì? Red paper nói hai cái sở hữu luôn. They này là they are, okay? They are construction của chữ they are. Okay, next one. Are all of these papers? Dịch tiếng Việt đi. Có phải tất cả những cái bài này á? Thì mà bài của bạn phải không? These papers có nghĩa là trong cái paper đó mình viết cái gì trong đó, mình dịch nó là bài hay là một cái bài luận hay là một cái bài gì, mình đừng có dịch là những trang giấy nha các anh chị. Okay, cái này có nghĩa là cái bài học hay là
cái một cái bài gì đó, phải là những trang giấy, đừng cái gì như vậy. Ok, dơn. Chúng nói là của tôi và của bạn, và chúng nói là của tôi. Very good. Are all these people people? Yes, they are. Để mình phải nói rõ như vậy đây. They are yours. I mean they are my pen Perry. Của tôi ở phía sau mà. Yes, they are mine. Okay, chứ không phải they are yours. Ok, tiếp tục. Tôi làm cái bài, tôi làm cái công việc của tôi và những người khác làm cái công việc của họ. Very good. There có S, okay? Tại nó, I'm sorry, tại nó đứng cuối câu, thành ra mình thêm chữ S. Mình không có muốn lặp lại là their work, right? Mình chỉ thêm chữ S mà thôi. Very good. I do my work and the others do theirs. And the others do theirs. Okay, now next one. Hello, người đẹp Tammy. This is cái tờ báo ở trên bàn á, là của cô ta. Là tờ báo của cô ta. Nó là của cô ta. Yeah, cái đầu đó là group thứ nhất là her. Cái sau nó là sẽ là it is. Ok, it nhớ rõ như vậy. It is, chứ không phải nha. Be careful. Cái chữ s với cái chữ se viết giống nhau. I mean, phát âm giống nhau mà mày viết khác nhau. Ok, be careful. It is. Nếu mình nói it's her, nó là mình double cái possessive, là sai. Ok, hiểu rồi, cảm ơn. Ok, now next one. Cái nhà trắng ở đó đó, ở trên góc đường đó, là nhà của họ. Nói là nhà của họ. Đó, dịch ra như vậy. Yeah, there. The first one nó là chữ there without S. Phải không? Phải không? The first one là chữ there without S. And the second one là they are. Mình phải nói rõ như vậy. They are theirs with S. No, no, it's, I'm sorry, it's, yeah, cái nhà, một cái nhà mà it's theirs with S. Yeah, it's there. Andy Hoàng viết sai nha, S nha, chứ không phải là there, không phải là they are. Một cái nhà mà. Okay, now next one. Có phải cái ví này hay là cái ví, có phải cái ví này của bạn hay là của Brown? Cái ví này của bạn hay là cái ví của cô Brown? Nó là cái ví của tôi. Ô, tại sao tiếng Mỹ dịch dịch ra cho các anh chị làm dễ quá vậy? Okay, the first one with you, your without the S. Okay, your without the S, Susan. Your, tại vì nó đứng trước. Anh chị nhớ sở hữu mà nó đứng trước danh từ không có S. Okay, khi nào nó đứng sau một mình mới có S. Ngoại trừ chữ my, I mean chữ my and chữ mine. So is this your without the S, and it is mine. Mine, chứ không phải là my nha. Mine. Rồi, hiểu rồi. Ok, now next one.
đó thì của tôi và của cô ta đó, cuốn sách của cô ta thì ở đằng kia kìa. Very good. Mình không muốn lặp lại chữ book, book. Năm mình thêm chữ S mà thôi. Các anh chị nhớ điều này nha. Không muốn lặp lại chữ book thì mình thêm chữ S. Thay nhé. That's my book and her book is over there. Mình không cần lặp lại chữ book. Nên mình thêm chữ S. And hers is over there. Chị nhớ điều này nha. Trong một câu văn nói hay viết không nên lặp lại the same word. Okay, now next one. Cái nhà của họ và cái nhà của chúng tôi thì ở trên cùng một cái block đường. Anh chị biết cái block là gì không? Hả? Anh chị biết cái block là gì không? Yeah, that's right there. And ours. Thay vì mình nói their house and our house, mình không muốn lặp lại cái chữ house một lần nữa, thành ra chữ ours mình thêm chữ s. Cái block đường là hình như bên Việt Nam cũng không có cái block đường, nhưng mà bên Mỹ nó có cái block đường. Thí dụ từ cái đèn xanh đèn đỏ này tới cái đèn xanh đèn đỏ kế, thường thường nó có hoặc là chỉ có một block đường, hoặc là nó có hai block đường hoặc ba block đường, tùy theo cái con đường đó họ 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 build nó như vậy. Cái block đường là một cái hình vuông, các anh chị cứ tưởng tượng trong đầu là một cái mảnh đất hình vuông. Okay. Hình vuông nó có bốn cạnh phải không? Thì một cạnh nó là một cái block, một cái cạnh nó đó mình có thể mình gọi nó là một cái block. Right? Thành ra từ đèn xanh đèn đỏ này tới đèn xanh đèn đỏ kế, nó có thể nó có bốn cái mảnh đất hình vuông hay là hình chữ nhật gì đó. Các anh chị hiểu rồi phải không? Đấy. Cái block là một cái mảnh đất hình vuông. Okay. Và một cạnh của cái mảnh đất mình gọi nó là một cái block. Và có thể một cái mảnh đất hình vuông hay hình chữ nhật đó, trong đó nó có 1, 2, 3, 4 cái nhà gì trong đó. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Các chị cứ vẽ vẽ ba bốn cái hình vuông hình chữ nhật. Okay. Và chính giữa những cái block đó là một cái con đường. Chính giữa những cái block là một cái con đường. Chị hiểu rồi phải không? Thành ra cái câu này, okay. Cái câu này có nghĩa là nhà của họ với nhà của tôi ở trên cùng một một cái mảnh đất, okay. Cùng một cái mảnh đất hình vuông. Chưa hiểu hả? Yeah, các anh chị Google lên đi, là các anh chị sẽ biết liền. Ok, cứ đây là the block, the block image. Không. Okay. Image block. Có được không? No. Block image. Đợi tí mình tí xíu nha. Đợi mình.
see. Mày phải lần Google mới được. Yes, ok. Các anh chị sẽ đánh cái này ở trong cái Google, các anh chị Google nó sẽ show cho các anh chị. Nó có thể nó là hình chữ nhật hoặc là nó hình vuông, hoặc miễn sao cái mảnh đất đó nó có bốn cạnh hay là gì đó. Để cho mi copy. Ok, các anh chị Google rồi các anh chị đánh chữ này, ok, thì các anh chị sẽ thấy cái plot đường là cái gì. Ok. Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Anh chị thấy chưa nào? Hay là image of, I mean for block street cũng được. Ok. Thấy rồi phải không? Đó, em sorry, nó có thể nó là hình vuông và có thể nó là hình chữ nhật và có thể nó là hình thang, đại khái như vậy, tùy theo. Rồi, hiểu rồi phải không? Các anh chị muốn coi cái hình ảnh của bất cứ cái gì, các anh chị chỉ đánh cái chữ image, ok, là nó sẽ show cái hình ảnh cho các anh chị. Ok. Ok, rồi. Rõ ràng rồi, rồi phải không? Bây giờ mình đi tiếp. Dạ, thấy lúc nãy. Giờ mình đi tiếp nha. Time is it? Ok, câu này hơi dài dài nha. Đặt chiếc xe màu đỏ mà ở phía trước chiếc xe của bạn đó, ok, là chiếc xe của anh tôi. Nói là chiếc xe của anh ấy. The, that red car in front of của bạn, your car, right? Phải không? Is của anh tôi, là chiếc xe của anh tôi. Is my brother's car. Very good. And the last one, it is. Ok, thì mình nói rõ như vậy. Chữ S đó có nghĩa là it is, right? It is his. Pen Perry. His, mình đang nói về chủ, ok, sở hữu, chứ mình không có nói về cái pronoun, cái objective pronoun. Yeah, has, chứ không phải là him. Any him, your he đi. Your pen đi. Okay. Rầy nó đi. Rầy đi. Làm gần một tiếng đồng hồ rồi cũng còn sai, chán thì thôi á. Cho hai trứng hồ vịt lộn luôn cho rồi đi. Ok. Bây giờ tiếp tục nha. À, tôi có thể dùng cái fax machine của bạn được hay không? I think I answer your question, right? Yeah. Bỏ câu đó đi. Bỏ câu đó đi, ok. Cẩn thận câu này nha. Cẩn thận câu này nha. The band practiced marching technique. Band practiced marching technique. Làm câu này đi. It's hay là there? It's hay là there? Is, ok. Tại làm sao? Mặc dầu ở trong cái band nó có nhiều người,
thế. Mặc dù trong cái band nó có nhiều người, nhưng mà cái khối người đó chỉ practice một cái technique mà thôi, phải không các anh chị? Phải không? Phải không? Cái band này đó là mình là nó gọi mình gọi nó là collective noun. Okay, collective noun. Nghĩa là mình nói chung về cái band chứ không phải mình nói về người ta. Use the single pronoun when the collective noun acts as a unit. Có phải là một cái band là một cái đơn vị không? Anh chị hiểu điều này phải không? Phải không? Nghĩa là cái band đó nó chỉ practice một cái technique mà thôi. Cái là một cái band đó, okay? Chứ không phải là những cái người ở trong cái band đó, mình phải hiểu như vậy. Câu này nha. Các anh chị phải suy nghĩ mới được, phải tưởng tượng mới được. Nói về cái band đó chứ nói về những cái người trong band. Em đi Kim hiểu không? Nói về cái band đó đó. Nó có nhiều band. Okay, nó có nhiều bands. Right? People gì? Nói về cái band đó chứ không phải cái band kia, thành ra nói một band thôi. Là cái ban nhạc đó đó. Phải không? Hiểu yeah, trong say, các anh chị hiểu rồi phải không? People là số nhiều của cái person, that's right. Andy Kim hiểu chỗ này không? Cái ban nhạc đó đó, mình nói về một cái band chứ mình không có nói về cái ban nhạc kia. Và mình không có nói về những cái người ở trong cái ban nhạc, mình nói cái ban nhạc đó đó. Cái ban nhạc của Tiểu My đó chứ không phải cái ban nhạc của Andy Kim. Okay. Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn. Hiểu rồi phải không? Be carefully with this one. The family discussed differences all the time and wherever went. Rồi, câu này. There and they, that's right. Cái family đó, ở trong cái family đó, trường hợp này, mình nói những cái người ở trong cái family, phải không? Các anh chị? Right? Phải không? Tại vì những cái người trong cái family đó, họ thường thường họ họ bàn cãi, nó có khác biệt với nhau, thành ra đây là số nhiều. Ok? Và các anh chị thấy the differences chứ không phải là difference, nó có s rõ ràng đúng không, thành ra mình phải dùng chữ số nhiều, right? Và wherever they went, tại cái family đó mặc dù số ít số nhiều nó không có s, tại vì nó là collective noun, so nó không có s, là cái gì vậy? So we use the plural pronoun when the member of the group are active individually. Okay, now next one. Con này nha. The writer should submit manuscripts, I mean manuscript. Cái người văn sĩ đó nên 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 cái này dịch sao các anh chị? There and they nên 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 gì các anh chị? Khi mà họ viết được một cuốn sách thì họ làm gì? Họ submit cái manuscript đó.
Tiếng mi không biết gì tiếng Việt. Submit không phải là sửa mà đăng bản thảo đó. Submit là mình đồng ý làm cái gì đó, là mình đăng cái bản thảo phải không? Phải không? Ok, ở đây mình dùng chữ gì các anh chị? Mình dùng chữ gì? Trình bản thảo giờ. Đăng lên đó, submit là mình đồng ý làm cái gì đó. Ở đây mình dùng chữ his hoặc chữ her cũng được. Nhưng mà mình dùng chữ the được không các anh chị? Dùng chữ the được không? Chữ the nó nghe hay hơn. Ok. Con gái cũng được, con trai cũng được, phải không? Mình dùng chữ the nó xác nhận hơn, nó hay hơn. Ok. She submit manuscript, right? Các anh chị coi câu này nha. An applicant must complete the application form and include a complete employment history. Applicant là gì các anh chị? Applicant là cái người mà điền đơn á. Okay. Điền đơn đi xin việc là mình á, là người ta đó. Một cái người đi xin việc á thì nên nên điền điền cái form để đi xin việc một cách hoàn toàn, và ở trong cái đơn đó phải phải thêm vào cái mục mà mình làm việc ở đâu ở đâu ở đâu á, mình cũng phải điền vô cái phần đó. Sau đây mình dùng anh chị. Mình dùng cái gì ở đây? The applicant. Ok, mình dùng ở đây chữ the applicant. Hay là nói một khác. Ok, mình dùng chữ the applicant must also include rồi cái gì vậy? Có nghĩa là ở đây nó nói là mình repeat cái the noun lại if the two don't appear too close together. Cái câu đầu tiên mình nói gì? Một cái người applicant. Còn cái câu thứ hai là mình xác cái người nào mà đi đi xin việc á, đi điền đơn á, thì nên làm cái chuyện này. Ok, nghĩa là cái câu thứ hai mình xác nhận, còn cái câu thứ nhất là mình nói tổng quát thôi, một cái người nào đó. Các anh chị hiểu không? Nghĩa là mình lặp lại, nhưng mà mình lặp lại một cách xác nhận. Thí dụ như cái câu này I but I but ủa sao nó cứ vậy hoài vậy ta? Why you keep? Yes, được rồi. I got a call. The call. I got is Toyota, cho Toyota. I bought a car and the car I bought is Toyota. Right? Cái câu thứ nhất á, mình chỉ nói chung chung thôi. Okay. Cái câu thứ hai mình xác nhận. Các anh chị hiểu rồi phải không? Okay, and that's it for the cho cái phần bài tập này nha.
Dạ, các anh chị nắm vững cái possessive pronoun rồi phải không? Nó có hai groups. Cái group thứ nhất thì không có chữ S, và chữ my trở thành chữ my cho cái group thứ hai. Cái group hai thì nó có chữ S. Let me review it, okay, cho các anh chị nhớ luôn. See, my group thứ nhất, cái chữ my thì phải đứng trước cái danh từ my book, và mình không muốn lặp lại cái chữ book again thì mình dùng chữ my. This is my book and this is mine. Okay, thí dụ như vậy. Cái group thứ hai, cái chữ your cũng vậy. This is your book and this is yours. Okay, mình không muốn là book thì mình thêm chữ s. This is his book. This is his. Cái chữ his, cái group thứ nhất, cái group thứ hai nó giống nhau tại vì nó đã có sẵn chữ s rồi. Cái chữ her cũng vậy. This is her book. Hay là this is hers. Okay, đây là cuốn sách của cô ta. Và this is hers cũng có nghĩa là đây là cuốn sách của cô ta mà không cần lặp lại cái chữ book. Okay. It is tell. Hay là it is s cũng được. Có nghĩa là it's tail. Đó là cái đuôi của nó, của con chó, con mèo. S ở đây có chữ S đứng trước danh từ là tail. Và mình muốn lặp lại câu đó mà không cần lặp lại chữ tail, danh từ, chỉ cần nói it is with the S. Anh chị hiểu rồi phải không? Chị mình không có post ra nữa, mất giờ. Chữ hours cũng vậy. Okay. This is our book without the S, or this is ours. Có nghĩa là ours book. Okay, rồi. Any question? Bây giờ mình qua cái loại danh từ thứ loại đại danh từ thứ ba. Anh chị có câu hỏi gì không trước khi mình qua cái phần khác? We have almost one and a half hours left. Mình còn 1 tiếng rưỡi nữa phải không? Có anh chị nào còn thắc mắc gì không? Giờ mình qua cái loại đại danh từ thứ ba là what's that? No, I don't want noun. Where's pronoun? Ở lại loại đại danh từ này hay nè, okay, sẽ làm cho các anh chị bị tẩu hỏa. Cái nào mà khó khó là chuẩn bị khoái lắm á. Reflex self and indent self pronouns. Okay, có nghĩa là gì? Mình dịch là loại danh từ phản ảnh lợi đó. Okay, phản ảnh lợi đó. Thì nó gồm có cả hai loại, nó đều dùng chung một chữ giống nhau, dùng chung những cái chữ này giống nhau. Okay, let's see. I think I missed something then. Mình dịch phản ảnh có nghĩa là mình dịch nó là chính chính tôi, chính bạn, chính họ, chính cô ta, chính cậu ta, chính họ, chính các bạn, hay chính chúng nó, cái như vậy. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Okay. Chính tôi, chính bạn, chính cậu ta, chính cô ta, chính nó. Chính nó này có thể nó là chính con chó hay chính cái gì đó, thường thường dùng cho số vật. Chính chúng tôi, chính các bạn, chính ở, chính y, chính họ. Ok, mình dịch như vậy đó. Có nghĩa là phản ảnh lại chính ai đó.
Okay, let's see. Both reflexive pronouns or intensive pronouns are used to refer back to the subject of the clause or sentence and that acts on itself. Cả hai cái loại đại danh từ này thì được thường được dùng để refer back, có nghĩa là để phản ánh lại cái chủ từ ở trong một cái mệnh đề hoặc là trong một cái câu. Và nó cái vai trò của nó là như là chính, nói là chính cái chính nó đó là khá dễ. Em các anh chị thấy chỉ khác nhau cái phần mà yourself and yourselves, okay, phải không các anh chị? Yourself số ít là chính bạn, còn chính các bạn số nhiều nó viết khác, phải không? Yourselves, right? Chỉ khác cái phần này thôi. So the difference between the second person singular yourself and the second plural, the second person plural is yourselves. Đấy. Hai cái nó đọc khác, viết khác luôn. Describes a pronoun referring to the same person or thing and is formed by adding self or selves to a personal pronoun. Nghĩa là mình muốn dùng cái loại đại danh từ phản ảnh này đó, thường thường mình thêm cái ở phía sau cái personal pronoun là my, your, khá như vậy. Đó là personal pronoun với chữ self, okay? Như là myself, yourself, himself, là khái gì? Ví dụ Tiểu My nói cái câu này, Tiểu My hurt her. Does it make sense to you? Ví dụ nói câu này đúng không các anh chị? Huh? Đúng không? If you want to say to me, nếu mà cái mình muốn nói là Tiểu My làm đau lòng, Tiểu My làm đau cho chính cô ta, mình nói câu này đúng không? Đâu có đúng đâu, phải không? Đâu đúng đâu. Right? Cái này cũng có nghĩa we have no clue about whether Tiểu My hurt herself or to me, or to me, or somebody else, right? So to solve this problem, we have to use the reflexive pronoun so that the action could reflect back to the actor, right? To me. Phải không các anh chị? Thành ra muốn mình nói cho rõ ràng hơn thì mình phải dùng cái reflexive pronoun, okay? Để vô thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Thành ra ở đây mình sẽ nói là Tiểu My hurt herself, okay? Thì người ta mới hiểu là cô ta làm đau chính cô ta chứ không ai khác hết trơn, right? Okay, hay là câu này. Để Timmy viết là câu hồi nãy. Timmy hurt herself. Okay, herself. And cái câu này, she finished the report herself. Cô ta xong cái bài tường trình của cô ta.
chính cô ta xong cái bài, làm xong cái bài tường trình của cô ta. Còn câu ở trên mình cũng dịch là chính cô ta làm đau cô ta, phải không? Nhưng mà một cái đó là, một cái nó sẽ là reflexive, ok? Còn một cái ở phía sau nó sẽ là intensive. Use the intensive pronoun herself to emphasize who finished the report. Các anh chị hiểu chỗ này không? Một cái gọi là reflexive là khó cắt nghĩa. Cái reflexive là mình chỉ nói ai làm cái chuyện đó thôi. Còn cái intensive là gì các anh chị? Là nhấn mạnh, ok, là nhấn. Và cái reflexive là nó phản ảnh ngược lại cái người làm. Còn cái câu thứ hai mình gọi nó là intensive là tại vì nó nhấn mạnh cái người làm, chứ không phải nó phản ảnh lại cái người làm. Do you see the difference between reflexive and intensive? Các chị hiểu chỗ này không? Say yes or no, please. Hả? Huh? Okay, mình dùng chữ by herself. Không có ai dùng chữ by herself ngoại trừ khi mà be carefully dùng ở trong cái passive voice, okay? Để chưa, đừng có hỏi những cái gì mà Timmy chưa mention. Một hồi Timmy sẽ mention về cái vấn đề buy or not buy, okay? Rồi các anh chị hiểu hai cái định nghĩa rồi chứ gì? Một cái là phản ảnh ngược lại với cái người đó, và một cái là để nhấn mạnh, okay? Để nhấn mạnh chứ không phải phản ảnh lại, okay? Thành ra mình phải biết cách dùng, khi nào mình dùng intensive và khi nào mình nó sẽ là reflexive. Okay. Rồi bây giờ hiểu hết rồi phải không? Bây giờ mình đi vô sâu chi tiết. Okay, this is this is a long definition for reflexive pronoun. Không có post lên được. Dạ mình đi, mình học học sau vô nha. Thứ nhất, reflexive pronoun to refer action back to the subject. A reflexive pronoun can direct object or indirect object of a verb, an object of a preposition or a predicate. Mấy cái này Timmy cắt nghĩa ở trong cái bài danh từ rồi phải không các anh chị? Các anh chị biết direct and indirect of rồi phải không? Hay là object of preposition là gì rồi phải không? Hay là predicate là gì rồi phải không? Say yes đi. Say yes thì say no đi. Không say yes thì có quyền say no để nói nữa cho biết. No hả? Chán thì thôi đi. Nam Lê Thanh. Ok, direct and indirect object là cái mình dịch là tốt từ trực tiếp hay tốt từ gián tiếp. Các anh chị bên Việt Nam dịch là tân ngữ, nhưng mà với Tiểu My thì dịch tốt từ nó rõ hơn. Tốt là bổ tốt, từ là chữ, là cái chữ nó bổ tốt, nó đứng sau cái động từ để làm rõ nghĩa hơn. Thí dụ như là mình nói I give a book. So a book đó là direct object. Okay, nó đứng sau động từ. Give cái gì? What do you give? Oh, I give the book. Okay, đó là tốt từ trực tiếp. Okay, whom do you give the book? Oh, I give the book to her. Hay là I give her a book. Thì chữ her đây là tốt từ gián tiếp. Okay. Tại vì nó phụ thêm thôi. Nhiều khi không cần nó, mình chỉ cần cái tốt từ trực tiếp cũng hiểu. I give the book. Hiểu liền. Trong khi đó mình nói I give her. Her what?
Thành ra chữ hơ đây cũng là túc từ, tại nó đứng sau cái động từ, nó làm rõ nghĩa cho give cái gì, give ai. Mình nói I give the book, I give her. Nhưng mà mình nói cái I give her nó chưa có đủ nghĩa. Thành ra nó chưa có đủ nghĩa thì mình cho nó sẽ là túc từ gián tiếp, direct, indirect object. Nam Lê Thành hiểu rồi phải không? Cái room này học grammar theo thứ tự nha các anh chị. Trước nhất mình sẽ học 8 từ. Từ đầu tiên là mình sẽ học là noun. Rồi pronoun là mình đang học. Ok. Thành ra các anh chị mà học đại danh từ rồi mà các anh chị chưa học danh từ là các anh chị đã bị miss rồi. Ok. Một cái từ vậy mình học cả tháng luôn á. Ok. Và mình đang học về đại danh từ. Sau đại danh từ mình sẽ học động từ. Sau động từ mình sẽ học tính từ, rồi trạng từ, rồi giới từ, khá như vậy, rồi liên từ, rồi từ từ. Mình sẽ học từ từ cho hết luôn 8 từ. Okay. Hiện giờ mình đang học cái từ thứ hai là pronoun. Ok, object, I mean object of preposition, có nghĩa là cái chữ danh từ mà đứng sau một cái giới từ. Ví dụ mình nói in the morning. So cái morning này nó sẽ là danh từ phải không? Và mình function as a object of preposition. Nghĩa là nó sẽ là túc từ của một cái giới từ. Giới từ ở đây là chữ in. Okay. So này mình gọi nó sẽ là object of a preposition. Còn predicate thường thường trong một câu, she go fast, ví dụ như vậy, run cho nó dễ. Hy vọng được. Yes. Thì trong một câu nó có hai phần. Ok, không cần biết câu dài, câu ngắn gì không cần biết. Thì nó có hai phần chính. Thứ nhất đó là subject, là chủ từ. Thứ hai, cái phần thứ hai chính, mình gọi cái phần thứ hai này là predicate. Anh chị hiểu rồi chứ gì? Thì con cái predicate đó thường thường bắt buộc phải có cái động từ. Ok. Và những cái chữ đi sau nó bắt buộc phải có cái động từ trong cái phần thứ hai là phần predicate. Nếu không có động từ thì không phải là một cái sentence, một cái câu. Mình sẽ học cái sentence nó rõ hơn trong một cái bài gọi là sentence. Okay. Anh chị hiểu rồi gì? Right. Thì thí dụ như cái câu này. She goes. Đây cũng là một câu phải không các anh chị? Đây cũng là một cái sentence. Vì tại vì nó có chủ từ và nó có predicate là động từ ở đây. Nhiều khi cái predicate nó chỉ cần một chữ là động từ cũng đủ là một câu rồi. Ok, I go cũng là một câu phải không? Hay là I go to school. Khi đem một câu thì nó có hai phần, phải không? Phần đầu tiên là subject and phần hai là predicate. So go to school cũng là predicate. Một chữ cũng là predicate mà hai ba chữ, bốn chữ cũng là predicate. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra trong cái predicate có thể nó chỉ có một chữ, là chữ đó bắt buộc phải là động từ. Okay. Và mấy cái chữ đi theo sau nó. Rồi trở về cái định nghĩa. Các anh chị hiểu hết rồi phải không? A reflexive pronoun can act as a direct object or indirect object of the verb, or an object of the of a preposition or a predicate. Nam Lê Thành hiểu rồi phải không?
và dịch tiếng Việt. Cái reflexive pronoun là mình dịch là đại danh từ phản ảnh lại đó, phản thân lại đó, thì thường thường nó chỉ một cái hành động phản ngược lại với cái chủ từ. Và cái đại danh từ này thì có thể nó đóng cái vai trò là direct object hay là indirect object hay là giới từ của một cái túc từ hay là một cái predicate. Predicate mình dịch là quên rồi, quên dịch là gì rồi. Thí dụ vị ngữ và vị ngữ gì đó. Thí dụ cho cả mấy cái này luôn nha. Thí dụ các anh chị coi câu này. Michael loves himself. Đây là direct object, phải không? Nó đóng vai trò làm direct object, phải không? Love whom? Himself. Từ trực tiếp luôn. Right. Bây giờ himself ở trong câu này nó sẽ là túc từ gián tiếp. Michael gives himself A's. So himself ở đây là túc từ gián tiếp. Tại làm sao các anh chị hiểu tại sao nó là túc từ gián tiếp không? Chứ không phải là chữ A's đó. A's mới là túc từ trực tiếp. Có cần cách nghĩa tại sao nó là túc từ gián tiếp mà không phải là túc từ trực tiếp không các anh chị? Có cần tìm hiểu cách nghĩa là không hả? Nào mình biết cái nào là túc từ trực tiếp, cái nào là túc từ gián tiếp. A đó là cậu ở bên Mỹ này đó, khi mà các anh chị học đó, các anh chị thầy mà chấm điểm cho các anh chị đó, khi họ không có chấm 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm, 70 điểm, 80 điểm gì đó, hay là 1 điểm, 5 điểm, 4 điểm, không chấm gì vậy, mà họ chấm từ A cho tới F. Okay. A đó có nghĩa là từ 90 cho tới 100. Okay. B đó là từ 80 tới 90. C đó là từ 70 tới 80. D đó là từ 60 tới 70. Và F là fail. Okay. Cái cậu này đó, cậu tự cho cậu cái điểm A. Okay. Hả? Sao không dừng chữ? Sao không dừng chữ A là gì? Sao không dùng số? I don't know. Hỏi Tiếng Mi sao Tiếng Mi biết được. A plus đó. A plus là từ 95 cho tới 100. Okay. Khá gì? Nghĩa là A với dấu cộng đó, người ta chấm điểm như vậy. Okay. Bây giờ các anh chị coi câu này. Michael, giờ coi lại câu này nha, để tìm cách nghĩa cái indirect and direct, tại vì mình không còn có cơ hội học về cái này nữa, thì ta tìm cách nghĩa lại. Bây giờ sau cái động từ trả lời cho cái câu hỏi who hay là what, phải không? Cho cái gì, cho ai, đồng ý không nào? Thành ra mình có hai cái túc từ ở phía sau, một là cho cái gì hay là cho ai, phải không? Thì Michael give what, phải không? Trả lời câu hỏi what. Tại sao nó ồn quá vậy? Phải không? Michael give what, right? Or Michael give whom, right? Trong cái câu này phải trả lời hai cái câu hỏi này không? Michael cho cái gì? Ồ, cho A, cho cái điểm A. Michael cho ai? Cho chính cậu ta, phải không? Phải không?
is là ok, nó cái chữ cái apostrophe and chữ s là của đó. Cái này cái chỉ hiểu là cậu cho chính cậu những cái điểm A đó, khen những cái điểm A đó. Cái này là số nhiều nha các anh, những cái điểm A. Hay là mình nói là tree. My singer is not good. Can chị không? In elementary school, okay, the student usually learn to know three R's. Three R's. Ở trong cái tiểu học á, thường thường những cái học sinh đó bắt buộc phải học ba cái này trước tiên: reading, writing, and cái gì? Toán gọi là gì? Toán gọi là gì quên rồi. Thì khi mà mình để cái không phải tiền toán đó, arithmetic, rồi arithmetic là học về toán, nó cũng có cái âm o ở trong đó. Okay. Reading cũng có âm o, writing cũng có âm o trong đó. Okay. Arithmetic. Math thì nó không có cái âm o. Không phải mathematics mà arithmetic. Phải có cái âm o trong đó. Thì cái này đó nó tượng trưng là của cái gì đó, học ba cái của tập đọc nè, tập viết và toán. Như là trong cái tiểu học thường thường mình học sinh được học đọc nè, học viết và làm toán cộng, toán trừ, toán chia, toán nhân, đại khái như vậy. Thì cái A ở đây nó có cái cũng cũng có nghĩa là cái cậu Michael này cậu tự cho cậu những cái điểm A. Okay. Rồi bây giờ trả lời what and whom ở trong câu này phải không? Cái Michael cho ai? Cho himself. Cho cái gì? Cho những cái điểm A phải không? Giờ mình chia hai câu. Phải cái himself and A cũng là tốt từ phải không các anh chị? Tại trả lời cho cái động yes, right? Thành ra mình có quyền mình chia làm hai câu với hai cái động từ và tốt từ phải không? Yeah, himself. Đồng ý không nè? Phải không? Mình được quyền mình chia hai câu ra như vậy. Mẹ cho cái gì? Cho điểm A. Mẹ cô cho ai? Cho chính cậu ta. Phải không? Rồi. Bây giờ trong hai câu này, which one is make sense to you? Câu nào nó rõ hơn, mình đọc ra mình hiểu liền. Hả? Câu số 1, phải không? Michael cho cậu ta những cái điểm A, phải không? Câu số 1. Còn câu số 2, Michael cho chính cậu ta cái gì? Đâu có hiểu đâu. Phải không? Cho chính cậu ta cái gì? Thành ra cái câu nào mà nó make sense, nó rõ nghĩa thì cái tốt từ trong câu đó sẽ là tốt từ trực tiếp. Các anh chị không? Mình chia làm hai câu nào nó rõ nghĩa thì cái đó là trực tiếp, tại cái đó mới là chánh. Còn câu nào không rõ nghĩa thì cái object ở trong đó sẽ là tốt từ gián tiếp. Có nghĩa là làm sao? Khi có tốt từ trực tiếp thì có thể mình không cần cái tốt từ gián tiếp. Nhưng mà nếu có tốt từ gián tiếp thì bắt buộc phải có tốt từ trực tiếp. Thành ra cái điều nào quan trọng mình nên giữ lại, còn cái điều nào không quan trọng mình có thể mình bỏ đi. Người ta cũng hiểu. Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra trở lại cái bài học. Himself is an indirect object, phải không nè? Tại himself là câu thứ hai đâu có rõ nghĩa đâu. Thành ra cái himself tốt từ của nó sẽ là tốt từ gián tiếp. Ok, định nghĩa lại cái bài học mình đang học.
Anh chị hiểu chưa nào? Và thường thường nếu mà mình combine nó lại, khi okay, mình combine nó lại nghĩa là mình add nó together, cả hai cái túc từ together in a sentence, thì cái nào quan trọng để phía sau? Các anh chị nhớ nha, học tiếng Anh cái gì quan trọng thường thường để phía sau, thì túc trực tiếp nó quan trọng hơn, thành ra mình để sau, thành ra mình mới có cái câu Michael gives himself ace. Hiểu ý không nào? Rõ ràng phải không? Cái gì quan trọng để phía sau? Bây giờ thí dụ cho các anh chị cho hiểu. Bây giờ các anh chị nói cái câu này cho Tiểu My nha. Làm cái compound noun nha. Chìa khóa của chiếc xe. Chìa khóa của chiếc xe các anh chị nói sao nè. Dùng cái compound noun. Yeah, mình đang nói về cái chìa khóa hay là mình đang nói về chiếc xe? Hả? Yeah, mình đang nói về cái chìa khóa phải không các anh chị? Thành ra mình nó quan trọng mình để ở phía sau. Right? See? Ông tài xế taxi. Tài xế taxi. Yeah, mình đang nói xế cái ông tới chứ mình đang đâu có nói gì cái taxi phải không? Right? Yeah, thành ra cái driver ở phía sau. Mình đang nói về tài xế Nam Lê Thành chứ mình đâu có nói gì cái taxi đâu. Thành ra cái gì quan trọng mình để phía sau. Bây giờ ông tổng thống nước Mỹ ông tên là ông tổng thống nước Mỹ, các anh chị nói nguyên cả họ tên nói làm sao? Barack Obama hay là Obama Barack? Hả? Nguyên cái tên của ổng là Barack Obama hay là Obama Barack? Barack viết gì nè? Yeah, Barack Obama, đúng rồi đó. Okay. Thì mình viết làm sao nè? Yeah, Obama là cái họ của ổng. Okay. Cái Barack ấy là cái tên. Thành ra cái họ nó quan trọng hơn cái tên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà các anh chị gặp một cái người lạ, khi okay, mình lịch sự, mình phải nói cái họ của họ, chứ mình không có được kêu cái tên của họ. Giống như nào giờ các anh chị chưa biết Tiểu My, đừng có kêu Tiểu My nha, quý nó chết bây giờ. I know you. Tiểu My sẽ hỏi lại như vậy. Tôi có biết bạn hay không mà bạn kêu tôi vậy? Bạn kêu tên tôi vậy? Hả? Cái như vậy Tiểu My sẽ hỏi lại liền, do I know you? Right? Nên gặp Tiểu My lần đầu tiên các anh chị phải lịch sự nói Miss Nguyễn hay là Tiểu My Nguyễn. Ok, kêu Tiểu My quýnh nó chết bây giờ. Yeah, mình phải gọi hello miss. Đừng nói hello miss Tiểu My nha. Ok. Đó, thành ra nói tóm lại, có nhiều người tưởng ông tổng thống nước Mỹ tên là Obama. No, ông tên là Barack. Ok, họ của ông mới là Obama. Cái gì Nguyễn Thị ở trong đó? Có chị Thị trong đó hả? Okay, gặp bạn gái tên cho chị Thị liền. Rồi các anh chị hiểu rồi chứ gì? Thành ra cái gì quan trọng mình sẽ để ở phía sau. Thành ra chữ A ở đây nó là quan trọng hơn cái himself. Thành ra A nó sẽ là direct. And himself đây nó sẽ là indirect. Ok. Đây là cái cách mà mình nói chuyện. Ok. Thí dụ câu này nha. Cho một cái thí dụ nữa. I give her money. Cái nào quan trọng nè? Ha? Cái nào quan trọng? Ha? Cái nào là direct and cái nào là indirect? Yeah, money mới là direct, right? Còn chữ her ở đây là indirect. Okay. Mình chỉ cần biết là cô ta chỉ cần biết cho tiền cô ta thôi, right? Rồi các anh chị hiểu cái nào là indirect and cái nào là direct rồi chứ gì? Okay. Hiểu rồi phải không? Say yes please. Yes. Okay. Rồi trở lại bài học. Thì rõ ràng cái possessive
I mean reflexive pronoun ở đây nó sẽ là indirect, tại nó đứng trước cái a. À, có cái nào phải cần, cái nào không cần thì mình không hiểu. Cái indirect nó, cái direct nó cần hơn. Ok, tại vì không có indirect cũng không sao. I give money, right? Hiểu liền. Trong khi mình nói I give her, đâu hiểu đâu, phải không? Yeah, cái direct nó cần hơn, có nghĩa là không cần cái indirect, chỉ có cái direct cũng hiểu rồi. Trong khi đó cái indirect mà không có direct thì không hiểu. Ok, rồi hiểu rồi phải không? Ok, rồi trở lại bài học. Giờ nói lại. Reflexive pronoun nó đóng một trong bốn vai trò. Trò thứ nhất là direct, like this one. Michael loves himself, right? Vai trò thứ hai là indirect, like this one. Yeah. And vai trò thứ ba là nó sẽ là nó sẽ là giới từ, nó sẽ là giới từ của tốt từ của một giới từ. Trong cái trường hợp này, Michael smiles at himself in store window. Thì các anh chị thấy chữ himself ở đây nó sẽ là tốt từ của một cái giới từ at. Rõ ràng phải không? Nãy thì mình cắt nghĩa object of preposition là gì? Là nó đứng sau một cái giới từ. Thì giới từ đây là chữ at. Ok, vai trò thứ ba nó sẽ là predicate. Các hiểu cái predicate là gì rồi gì? Nãy chị My mới vừa cắt nghĩa rồi. Có nghĩa là một cái chữ mà đứng sau động từ to be. Michael be himself. Ok, anyway. Right? Và cái đoạn sau của cái phần quan trọng thứ hai của một cái câu. Và nó đứng sau động từ to be. Mình mà gọi nó là predicate, himself. Michael can be himself anywhere. So all pronouns himself in the sentence, in the sentence refer the action back to the subject, Michael. Phải không các anh chị? Ok, ông thợ sơn, ông lợi rồi. Ông thợ sơn nhà lợi rồi. Ok, một cái phần quan trọng nữa. I hope we finish this part today. Use the reflexive pronouns only when the subject of the sentence and an object in the sentence are one and the same. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chủ từ ở phía trước với cái reflexive pronoun ở phía sau nó phải match với nhau, nó phải go, nó phải agree với nhau. Đợi cho mi mở cửa cho ông thợ sơn nha.
Okay, go along with this. We have to say it's agreement, okay, with its order. Nghĩa là nó động cái chủ từ với cái reflexive pronoun nó phải đi với nhau. Các anh chị coi câu này nha. He hurt my son. Nghĩa là gì? Thấy không? Nó đang sửa nhà, nó phải sơn nhà, rồi thay thấm lót gỗ, rồi khác tùm lum hết trơn. Là he đó thì phải ai mới giật mai của bổn cô nương vậy? Ha. Theo ha. Ai mới giật mai của bổn cô nương vậy? Ok rồi. Em một cái điều này cũng quan trọng nè. Ai dám cả gan vậy khai máu. Con này nha. Never use reflexive pronoun as a subject, only as an object. Có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là khi mà mình, cái này nó hơi confused, tại một hồi các anh chị sẽ không biết khi nào mình đặt ở đằng trước, khi nào mình đặt ở đằng sau. Mình có thể mình nói Michael himself hurt. Đâu có nói như vậy phải không? Mình đâu có để đặt ở đằng trước được phải không? Bắt buộc mình phải để nó ở phía sau. Ok. Never use reflexive pronoun as a subject. Có nghĩa đừng có bao giờ để ở nó đằng trước. Subject là thường thường nó đứng trước, còn object là nó đứng sau. Đây là cái điều rất là quan trọng. Ok. Thí dụ câu này. Câu này đúng hay sai các anh chị? Hay sai nha. Yeah, chỉ dùng như tốt từ mà thôi. I can pause this. Cái con chuột của chị mình. Không có ai nói như vậy hết trơn. Okay. He himself hurt. Right? Không ai nói như vậy. Tại vì himself đây nó sẽ là subject, nó đứng trước cái động từ to hurt. Right? So wrong. Nói như vậy là wrong. Bắt buộc nó phải là object, nó phải đứng sau cái động từ. Đó là cái cách phân biệt. Đó là reflexive pronoun, không phải là intensive pronoun. Đây là một cái điểm quan trọng nha. Chị nhớ cái này để một hồi mình làm bài tập. Khi nào mình dùng reflexive và khi nào mình dùng intensive, mặc dù cái chữ nó giống nhau. Okay. Ok, câu này nghĩa là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì? These pronouns
may be used with an antecedent. An antecedent is the word that a pronoun is referring to. Câu này nghĩa là gì? Những cái loại đại danh từ này á, như là myself, himself, herself, itself, yourself, thì bắt buộc các anh chị phải biết cái antecedent của nó. Ok, antecedent nghĩa là gì? Nghĩa là một cái danh từ. Ok, mà mình nó nói rõ cái đại danh từ là ai, là cái gì. Thí dụ như vậy, tự nhiên Tiểu My nói she go with me. She, tự nhiên mình nói cô ta đi với tôi. Cô ta là ai vậy? Hả? Cô ta là ai vậy? Hả? Right? Mình, thành ra cô ta là ai? Là Tiểu My chứ ai hỏi. Bắt buộc các anh chị phải biết cô ta là ai. Okay. Nếu mà các anh chị biết thì các anh chị phải mention nó ra. Okay. Tell me is my friend and she gonna. Giờ mình nói tiếng lóng đi. Gonna. She is gonna. With me. She gonna có nghĩa là going to go with me. Cái đó mình không có cần nhắc là she is going to go nha các anh chị, mà mình chỉ cần nói she is going with me. Và nói tắt là gonna. Jimmy is my friend and she. Thành ra nếu mà các anh chị không có biết cái antecedent nó là cái gì, không có hiểu ngầm, không có biết trước là Tiểu My, thì bắt buộc các anh chị phải mention nó ra. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Buộc các anh chị phải mention nó ra để cho người ta biết who is she, right? So Tiểu My sẽ là antecedent của cái of the pronoun she, right? Say yes đi, hiểu điều này chưa? Đừng có như mình nói chổng một câu he hoặc himself. He là ai? Đúng không? Mình phải nói rõ ra he là ai nếu mình chưa biết he là ai. Phải? Đây là cái điểm quan trọng. Viết một cái bài văn mà nó không có rõ ràng là bị trừ điểm. Rồi, đó là cái phần reflexive pronoun. Các anh chị nhớ nha, reflexive pronoun lúc nào nó cũng đứng ở phía sau, please. Okay, đứng ở phía sau. Đây là cái điểm quan trọng để mình phân biệt nó là reflexive hay là nó là intensive. Okay, tại vì nó dùng chữ giống nhau. Rồi bây giờ mình qua cái phần thứ hai. Intensive pronoun to provide emphasis là dùng để nhấn mạnh hơn là phản ảnh. Okay. Phản ảnh khác còn nhớ khác nha các anh chị. Phản ảnh là mình chưa biết ai, còn nhấn mạnh là nhiều khi mình biết người đó nhưng mà mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Another word we can say it intensifies or emphasizes the noun or pronoun it refers to. Nghĩa là nó dùng để nhấn mạnh phải không các anh chị? Nhấn mạnh cái danh từ hoặc là cái danh đại danh từ mà nó được trước mà nó muốn nói tới đó. Thí dụ câu này. The quad of himself chains the car. Nghĩa là gì? Các anh chị biết football không? Quarterback đây là ám chỉ cái người the main guy in the team. Quarterback là cái người chánh ở trong cái đội đó.
cái người mà chụp banh đó, cái người mà anh chị phải coi football các anh chị mới biết được. Thường thường trước một cái game mới đó, trước một cái cuộc chạy mới, cái chụp banh mới, thì họ họp với nhau, ok, họ họp với nhau, họ họp với nhau để họ nói, ồ, cái người này sẽ banh thảy cho cái người kia, cái người còn cái người nọ thì đứng ở cái góc kia để trận đối thủ lợi, đại khái như vậy. Đó là một cái kho, ok, chị hiểu rồi chứ gì. Nó arrange đó, arrange cái the role the role of the people on the team, nghĩa là nó trước khi mà nó cái người quarterback sẽ nói, ồ, cái kế đó, cái game kế đó thì bạn sẽ đứng ở góc này, cái người này sẽ đứng góc kia rồi chọi banh cho cái người nọ, đại khái như vậy, ok, đại khái như vậy. Thành ra nhưng đến chừng mà vô bắt đầu vô game đó thì cái ông quarterback này ông đổi cái thế trận lại, ok, đổi cái thế lại. Nó nhấn mạnh ai là cái người thay đổi cái trận đấu kế đó, khá như vậy. Thành nên nó nhấn mạnh lợi chứ nó không phải phản ảnh lợi, phải không các anh chị? Và thay đổi thế trận. Bruno himself emphasize the subject quarterback. Đó không? Nhấn mạnh cái chủ từ là quarterback. And cho cái intensive pronoun này, nó có thể nó đóng hai cái vị trí, phía sau cũng được, phía trước cũng được. Trong khi đó cái reflexive nó chỉ được quyền đóng ở phía sau thôi, đứng ở cái vị trí ở phía sau thôi. Thí dụ cái này, alternatively it can be played after the object if there is one, có nghĩa là gì? Nếu mà trong một câu có cái túc từ, okay, thì nó có thể đặt vị trí của nó ở phía sau. Ví dụ câu này, and herself open the door, and open the door herself. Thì các anh chị thấy open what? Open the door. Nó có cái túc từ phải không các anh chị? After the nếu mà nó có cái túc từ thì sẽ đến ở phía sau cũng được. Hiểu điều này không? Hiểu rồi phải không? Hay là cái câu ở trên hủy, hay là cái câu hồi nãy ở trên cũng vậy. Cái này các anh chị để phía sau không? The quarterback chance or himself, hay không? Được không? Answer me please. Được không? Được không? Tại vì nó có cái túc từ change what? Change the car. Đó. Change the car. Right? Nó có túc từ rõ ràng. Rồi, hiểu cái phần này rồi. Okay. Cái đó là cái hay của cái reflex, cái intensive.
Nghĩa là khi mình nhấn mạnh thì mình để trước cũng được, để sau cũng được. Rồi tiếp tục. Ok, cái này nó hơi rắc rối chút xíu. Trong cái bài text á các anh chị, nó hơi rắc rối, nó hơi complicated, nhưng mà khi mà các anh chị làm bài tập thì các anh chị sẽ thấy nó dễ hơn. Or một trường hợp khác, after the intrinsic verb, communicate action that is complete in itself. We do not need an object to receive the action. Smiles and laugh a lot. You. She teaches well. Or I ran fast. Hay là mình sẽ để cái himself herself ở phía sau. Ở phía sau cái từ mà intransitive verb. Các anh chị biết cái động từ intransitive không? Giống như là động từ teach. Okay. To run. Intransitive là gì? Là những cái động từ mà mình không có cần mà mình cũng đủ hiểu rồi. Nghĩa là những cái động từ không có cần cái ốp. Okay. In là không. Even hay là this hay là gì. Mình dịch là không. Là những cái động từ không cần mà mình cũng hiểu. I go. Cái động từ này là gì? Là intransitive phải không các anh chị? Mình chỉ cần nói I go là hiểu rồi. Right? I give. Give ở đây là sitter. Tại vì bắt buộc nó phải có cái gì ở phía sau, mình phải chuyển nó qua cái gì ở phía sau mình mới hiểu. Thế okay. Còn cái I go nó là intransitive. Ồn quá. Các anh chị hiểu cái intransitive and transitive là gì? Intransitive and transitive là gì? Right? Ví dụ mình nói iron. Hiểu liền. Right? Ok rồi, hiểu rồi. Thì bây giờ trở định nghĩa. Sau cái gì? Cái intensive pronoun đó. Nghĩa là động từ nhấn mạnh, I mean trợ đại danh từ nhấn mạnh đó, thì nó thường đứng sau cái động từ mà không cần chuyển đổi. Các anh chị dịch là ngoại động gì đó phải không? No. Okay. Thí dụ như câu này, câu này đúng không các anh chị? Câu này nó nghe cái này là informal speaking, còn câu này là cái này là in less formal setting. Okay. Hai cái này nó đều đúng hết trơn, nhưng mà đó mình nên để nó ở phía trước, nó hay hơn. Term himself when cũng được, hay là term when self cũng được. Okay. Nhưng mà mình nên để nó ở phía trước. Hay là hoặc là mình để nó ở phía sau cũng được, nhưng mà cái ở phía trước thì nó informal hơn. Okay. And we can move it. No, no, yeah.
We can move it to the end of the sentence. Cũng được. Nói tóm lại là cái intensive đó các anh chị để cũng được, để phía sau cũng được, không sao hết trơn. Để dùng để nhấn mạnh. Thí dụ câu này nha. Thí dụ câu trường hợp này. When it emphasizes another noun, it is played immediately after it. Có nghĩa là gì? Có nhiều cái câu hơi bị confused. Okay. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Câu này nha. Câu này. Oh, I don't know. Câu này and câu này. Hai câu này khác nhau chỗ nào? I saw Tom himself. I saw Tom myself. Khác nhau chỗ nào? Coi cái định nghĩa. Khi mà muốn nhấn mạnh một cái danh từ thì mình nên để cái đại danh từ mà nhấn mạnh để kế danh từ đó. Dĩ nhiên khác nhau chỗ myself and himself rồi. Nhưng mà cái nghĩa nó là gì? Cái nghĩa khác nhau chỗ nào? What is different in meaning? Huh? Dĩ nhiên khác himself and myself rồi. Khác nhau chỗ nào? Câu trước đó là mình nói là tôi á, cái người mà thấy Tom chứ phải thấy người nào khác. Anh chị phải hiểu điều này. Tôi là người mà gặp Tom chứ không phải gặp Michael. Thế okay. Yeah. Câu thứ nhất nhấn mạnh cái chữ Tom, càng cái câu thứ hai nhấn mạnh cái chữ chữ I. Tại cái reflexive noun nó đứng gần cái danh từ nào thì nó nhấn mạnh cái danh từ đó. Thành ra hai câu này nó khác nghĩa với nhau. Tôi là cái người thấy Tom chứ không phải thấy Michael. Còn câu thứ hai, chính tôi là cái người thấy Tom chứ không phải là Michelle nó thấy Tom. Các anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Cái I saw Tom có nghĩa là I myself saw Tom. Thành ra chị thấy cái câu này nó rất là hay. Tại vì nó là emphasis, nhấn mạnh. Thành ra mình để nó ước cũng được, mình để nó phía sau cũng đúng. Anh chị thấy rõ ràng không? I saw myself hay là I myself saw Tom cũng đồng nghĩa với nhau, thấy không? Điều nói là chính tôi nè, chứ không phải Michelle nó thấy Tom. Ok. Thành ra rằng đây là intensive pronoun chứ không phải là reflexive. Anh chị công nhận điều này không? Cái điều này chứng minh rất là hay. Rõ ràng mình để phía trước cũng được, để phía sau cũng được. Đấy. So in the first one, I saw Tom himself, the pronoun himself emphasized the subject Tom. In the second one, the pronoun myself emphasize the subject, I, right? Rồi, bây giờ cho một cái thí dụ nữa cho các anh chị nhìn thấy nha. I spoke to the president himself, hay là I spoke to the president myself.
này có nghĩa là gì? Tôi là cái người đối chuyện với ông tổng thống chứ không phải với ông thượng nghị sĩ, ví dụ như vậy. Okay. Tôi là người nói chuyện với chính ông tổng thống chứ không phải là ông nào hết trơn á. Còn câu thứ hai, chính tôi là cái người nói chuyện với ông tổng thống chứ là Michelle nó nói chuyện với ông tổng thống. Okay. Rồi các anh chị hiểu rồi chứ gì? Đó, bây giờ mình đặt vấn đề. Hồi nãy chị My nói rồi, khi mà dùng cái đại danh từ mà nhấn mạnh đó, thì mình được quyền để ở phía trước hay là để phía sau, có phải không? Đồng ý không nè? Chị My nói là phải chứng minh, phải để phía trước cũng được, để phía sau cũng được, phải không? Thành ra cái câu gì? Ok, các anh chị sẽ thấy hai câu này đồng nghĩa, phải không? I spoke to the president myself, hay là I myself spoke to the, I mean spoke to the president. Vậy cái câu này, okay, cái himself của câu này cũng là intensive pronoun. Câu này các anh chị nghĩ để phía trước được hay không? Tại sao không? Tại sao không? Yeah. Tại vì khi để phía trước thì nó không có agree. They don't agree with its order. I thì tại sao là himself? Phải không các anh chị? I thì tại sao là himself? Hả? Phải không? I thì phải là myself chứ. Nãy mình đồng ý cái định nghĩa này rồi mà. Đấy, nó phải go, hay là nó phải agree with its order. I thì là myself. He thì phải là himself. Phải không? Đồng ý không nè? Đấy. Ok, đó là tại sao mình đổi được cái câu ở cái câu mà I spoke to the president himself để phía trước. Okay. Ok, một cái điều nữa, không biết hôm nay mình học hết bài text rồi, tuần tới các anh chị có nhớ để làm bài tập không nữa? Chẳng thì thôi. I don't want to stop in the middle of something. Never use a reflexive or intensive pronoun in place of a so pronoun. Có nghĩa là gì? Đừng có bao giờ dùng cái loại đại danh từ này, okay, đặt nó ở trong một cái vị trí của cái personal pronoun. Như câu này, phải đặt nó cho nó đúng vị trí. Personal pronoun là personal pronoun, còn reflexive hay là intensive phải là intensive. This one is right. Is this one right? Câu này đúng không các anh chị? Sai phải không? Mick Jones and himself. Himself là ai? And himself là ai? Phải không? Thành ra ở đây mình sửa lại làm sao? Mình sửa sao? Mình sửa làm sao? Cô Jones á? Dạ. Dạ. Mình làm sao? Cô Jones và ai nữa? Phải có chữ già mới được. Và her husband. Đổi chữ her husband thành chữ gì? Đổi thành cái personal pronoun là chữ gì? Crazy English. Đổi thành cái đại danh từ chỉ về người ta đó. Mick Jones and what? And gì? Thành chữ gì?
chữ she hay là chữ her. Yes, John and he. Okay. Me John and I hay là me John and he and he hay là and she. Okay. Went to lunch. So đây mình không có giữ him sao thế, giữ him sao bằng chữ he. Nó là compound subject. Nó phải agree với nhau. Okay, phải nó phải go along với nhau. Okay, and he chứ không phải hay là and himself. Okay. Yeah, mình có thể mình nói cái này được. Hoặc là mình mời của bổn cô nương nữa rồi. Hoặc là another way to say meet John and Tim himself. Được. Các anh chị đồng ý chỗ này không? Meet John and Tim himself. Được. Okay. Yeah, nhớ như vậy nha. Okay, tell me what the difference in meaning of this sentence. Hồi nãy ai nói gì cái chữ by đó, okay? I did it by myself. I did it myself. Yeah, coi cái này hay đó, okay? Đi, okay. Khác nhau giữa hai câu này là làm sao? Khác nhau cái nghĩa làm sao? Trả lời câu này trước nha. I did it by myself có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là okay. Câu này có nghĩa là chuyện đó bị chính tôi làm. Gần đúng rồi đó, okay. Đừng có dính mắt ghê quá vậy khu gấu. Cái câu này có nghĩa là I without help. Có nghĩa là tôi không cần ai giúp hết trơn á, tự tôi làm được rồi. Ok, tự tôi làm được rồi. I did it by myself. Ok, không có cần ai giúp. Mặc dù mình cần cũng có người giúp. Các anh chị phải hiểu điều này. Mặc dù nếu mình cần cũng có người giúp, but I did it by myself, not someone else. Các anh chị hiểu không? Dạ, tôi chả cài giúp hết trơn. Nhưng mà nếu mà tôi cần thì cũng có người giúp. Ok, tôi không thèm ai giúp hết trơn. Right. Câu này. So, cái này gọi là reflexive. Ok. Reflexive.
nhưng mà có ai muốn giúp thì có thể tôi cũng cần. Còn cái này I did it myself có nghĩa là cái việc này chỉ có tôi làm được thôi. Thế bây giờ tôi có cần cũng không ai giúp tôi được, chỉ có tôi làm được. So done by me and not by someone else, right? Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Yeah, một cái là intent self, còn một cái là reflect self. Cái đầu tiên là reflect self. Thành ra cái reflect self đó mình không có để nó ở phía trước được. Các anh chị nhớ không? Cái reflect self theo cái định nghĩa mình không để phía trước được, thành ra mình xác định nó là reflect self. Bây giờ các anh chị để ở phía trước thử coi, coi nó có make sense không? Bây giờ I myself, okay, myself did it by, đâu có nghĩa đâu, thấy không? Nếu mình đảo lộn nó ra phía trước, còn chữ by đâu khu gấu, thấy không? Tôi, chính tôi làm cái đó bởi cái gì? What? Right? Thành ra rõ ràng cái idea by myself nó sẽ là reflect self. Reflect phản ngược lại với cái chủ từ. Thành ra ai làm chuyện này? Ồ, chính tôi làm chuyện đó đó, chứ không phải ai khác hết trơn á. Có người khác có thể làm mà tôi không cần, right? Trong khi đó cái câu này cái anh chị đảo ngược ra phía trước nó cũng make sense như thường, ok? Thành ra câu nào mà đảo ngược ra phía trước thì nó sẽ là intent self. Yeah, I myself did it, right? Giống như câu của cô khừ gấu. Thành ra nào mà nó ngược ra phía trước được thì nó intent self. Còn cái nào nó không đảo ngược ra phía trước được thì nó sẽ là reflex self. Quá dễ để phân biệt phải không các anh chị? Phải không? Quá dễ để phân biệt, right? Khó đâu khó, cô gấu mới vô. I feel sorry for you because you always be late. Thí dụ như câu này. Dạ câu này. Hai câu này cái nghĩa khác nhau chỗ nào? What's the difference in meaning, okay, between these two sentences? Ok, hôm nay mình over time rồi, mình học cho hết bài nha, còn chút xíu nữa. Ok. He helps our words in the church. Which one is reflects one in itself? He was in the church by himself. Thì các anh chị thấy câu nào mà mình đảo ngược nó ra phía trước sẽ là in itself. Câu nào mình không đảo ngược ra phía trước được thì nó sẽ là reflect self. Ok. Thành ra dĩ nhiên câu thứ nhất mình để nó phía trước phía sau gì cũng được, thành ra nó sẽ là in itself. He himself was in the church, hay là he was in the church himself. Còn câu thứ hai, he was in the church himself, mình không thể đem cái himself ra phía trước được, right? Yeah. And hai cái câu này cái nghĩa là cái gì? Cái câu thứ nhất là nhấn mạnh, okay. Cái câu thứ nhất có nghĩa là chỉ có một mình ông ta ở trong nhà thờ mà thôi. Thế không có bà con dòng họ gì hết trơn á. Không có girlfriend, ba má, chị em hay bạn bè gì với him hết trơn đó. Thế là câu thứ nhất nhấn về cái chính him.
chứ không phải ai hết. Còn câu thứ hai đó thì nó chỉ là phản ảnh ngược lại, phản ảnh ngược lại. Chính chính thiêm đó, nó ở trong nhà thờ chứ không phải là Michael hay là ai khác. Okay, and let's see. We're still. Ok, cái này hay nè các anh chị, cái này hay nè. Ok, cái này hay nè. Đây là một cái điểm để mình phân biệt được. Ok, seeing an indice of pronoun is used for emphasis. It is not necessary to the sentence. It does not give us any new information. You could take out an indice of pronoun from a sentence and the sentence would still stand. Nghĩa là gì? Bởi vì cái intensive pronoun đó thì thường thường được dùng để nhấn mạnh, thành ra thật sự là nó không thiết ở trong cái câu và nó không có cho chúng ta biết thêm chi tiết gì hết trơn, right? And nó vì thế mình cũng có thể lấy cái pronoun đó ra trong câu mà cái câu nó vẫn mình cũng vẫn hiểu như thường. Ok, cho thí dụ nè. Cho thí dụ. Thí dụ như cái câu mà in and self đi. Ok, câu này đây là in and self nè. Ok. Cho thí dụ nè. Bây giờ các anh chị lấy cái myself ra. Các anh chị hiểu không? Hả? Hiểu không? I did it. Hiểu mà phải không? Good. Right. Trong khi đó cái câu mà reflexive cho cái câu reflexive khác đi. Đây là một cái điểm để mình phân biệt được khi nào nó là intensive, khi nào nó là reflexive. Michael loves himself. Giờ mình lấy nó ra các anh chị hiểu không? Hiểu không? Lấy cái himself ra đó. Love who? Love to me thì nói love to me cho rồi. Phải không nè? Khi mà mình lấy nó ra nó không có hiểu gì hết trơn thì đó sẽ là reflexive. Ok, đây là một cái điểm để mình phân biệt khi nào là intensive and khi nào là reflexive, right? And I think that's it for today. Ok, hôm nay tới đây là chấm dứt rồi. Hy vọng các anh chị hiểu rõ cái bài này hơn. Ok, and mình sẽ làm bài tập tuần tới. Because we are out of time. Tuần tới thứ hai các anh chị vô làm bài tập nha, 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ok, that's it for today and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon and chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an vui vẻ. Yeah, I'll see you next week, okay? In the same room and at the same time, okay? Okay, bye, các anh chị.